đạo tặc. Câu bần cùng sanh đạo tặc cần phải là một câu chữa mình của bọn bất lương vô đạo. Những kẻ này, ngày vẫn dơ đầu đường xó chợ, tối kiếm chỗ khoét vách đào tường, không làm muốn có ăn, không lo muốn có mặc. Lớp người cặn bã của xã hội này sống ngoài vòng pháp luật, trốn nhủi trốn chui, phá rối sự an ninh của dân chúng, chuyên lo giết người cướp của, đoạt giật tài sản lương dân, không nghĩ rằng phải tốn bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu dòng nước mắt mới làm ra được. Họ là giống sâu làm rầu nồi canh, là tội nhân gây ra những tai biến trong những gia đình cần lao, kiệm tiết, là nguyên nhân của sự nghèo, sự khó. Họ phá hoại hạnh phúc của con người, cơ hàn, đói khó. Thay vì phải làm lụng như những kẻ khác, mưu cuộc sống còn, họ gây cái lỗi này rồi đến cái lỗi khác, phạm tội này rồi tới tội nọ, tạo chẳng biết bao nhiêu chuyện bất lành cho nhân chủng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Những kẻ ấy, dầu họ không bị luật hình của loài người phân xử, song cơ trời cũng sẽ báo ứng đến những hành vi đen tối, nếu họ không chịu ăn năn chừa lỗi, sửa tánh tu thân, bỏ thói vô nghì, lánh điều phi nghĩa. Chú thích: câu bần cùng sanh đạo tặc nghĩa là người nghèo khổ cùng quẫn thường sanh ra trộm cướp gian lừa, bất lương là chẳng hiền lành, vô đạo là không có đạo đức nhân nghĩa, lương dân là dân lành chỉ chung cho dân chúng, biết lo làm ăn chơn chất, kiệm tiết, kiệm là bồi chỗ thiếu, tiết là bớt chỗ dư. Đây chỉ cho người ăn xài có chừng mực. Cơ hàn là đói lạnh, nghĩa bóng là cảnh nghèo đói khổ sở. Lưới trời là luật trừng phạt tự nhiên của tạo hóa nhân quả. Sách thánh có câu: thiên võng khôi khôi phân khúc trực, thần linh hít hít định khuy vinh. Nghĩa là lưới trời lồng lộng chia ngay dài, thần linh tỏa xét việc đầy dơi. Đức thầy bảo: trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Luật hình cũng gọi là hình luật hay hình pháp, có nghĩa luật pháp để trừng trị người có tội. Báo ứng là trả lại, làm lành trả lành, làm dữ trả dữ. Vô nghị là không có tình nghĩa, đạo nghĩa. Đức thầy cho biết: hãy tu thân chừa thói vô nghị. Phi nghĩa là chẳng phải nghĩa, chẳng đúng với lẽ phải. Lược giải: một, định nghĩa. Đạo tặc là trộm cướp gian lừa, vô công mà lấy của quốc gia hay của người khác về làm của mình đều gọi là đạo tặc. Nguyên nhân: vì ý muốn không làm có ăn, không lo có mặc, nên kẻ trộm cướp thường mượn câu bần cùng sanh đạo tặc, phú quới tác lễ nghi để chữa mình. Hành trạng là hành động kẻ đạo tặc là gây nên thảm trạng trộm cướp sát nhân, sống ngoài vòng pháp luật, phá rối an ninh và hạnh phúc của mọi người. Lường gạt chiếm đoạt của công hoặc tư, đến như những đồ vật dụng, củi đuốc, trái cà, trái ớt cũng dơ dét về làm của mình. Tai hại: những kẻ hành nghề đạo tặc là lớp người cặn bã của xã hội, sống bị đời khinh miệt, luật pháp phân xử, chết bị luân chuyển báo đền, như câu chuyện Thập Bát La Hán, hoặc anh học trò thi rớt và con lừa của ông bàn công cư sĩ. Đức thầy cho biết: tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Cách giải trừ: muốn giải trừ ác đạo tặc, trước nhất ta phải nghĩ đến công mồ hôi nước mắt của người tạo ra tiền của, phải ăn năn chừa lỗi, sửa tánh tu thân và bỏ điều phi nghĩa.
luôn nhớ lời cảnh tỉnh của Đức Thầy. Hãy tu thân chừa thói vô nghị, của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Lợi ích, người chừa đặng ác đạo tặc sẽ được lợi ích. Thứ nhất, tiền của không bị nạn nước lửa, lường gạt, cướp giật hay con cháu phá tán. Lợi ích thứ hai, được mọi người chung quanh yêu kính và thân tâm thường phúc lạc yên ổn. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Kết luận, nói tóm lại, ác đạo tặc là một trong 10 điều ác, cũng là một trong ngũ giới. Nhà tu diệt trừ được nó, chẳng những được an vui trong kiếp sống hiện tại, mà tương lai còn đặng giải thoát luân hồi sanh tử. Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn.